Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, chiều nay tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trao khoản đóng góp 50.000 đô la Mỹ của Chính phủ và nhân dân Việt Nam ủng hộ quỹ ứng phó với COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhằm góp phần chung tay phòng chống và đẩy lùi đại dịch COVID-19. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện WHO tại Việt Nam, ông Ki-dong Park đánh giá Việt Nam là nước đang đi đầu trong lĩnh vực ngoại giao y tế, đồng thời bày tỏ sự cảm ơn tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam về sự giúp đỡ chân thành, quý báu dành cho quỹ ứng phó COVID-19 của WHO. Đại diện WHO chúc mừng những thành tựu của Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong việc kiểm soát và ngăn chặn COVID-19 với hơn 80% ca bình phục, không có ca tử vong. Điều đó có được là nhờ sự tham gia quyết liệt của Chính phủ, các bộ ngành cũng như sự hưởng ứng tin tưởng của người dân.